Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương vẫn đã ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là đến giờ phút này là cũng 11 giờ trưa rồi. Anh em tiếp tục tiếp nhận được một thông tin, anh trai từ một tỉnh phải nói là rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào anh trai nhé. Anh trai biết là anh họ tên là gì? Em tên Nguyễn Hùng Vũ ạ. Anh Vũ hả? Dạ. Anh Vũ nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 46 tuổi. Anh nguyên quán ở đâu? Quê quán ấp Vĩnh Viễn, xã Long Mỹ, huyện Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang hả? Tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang. Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Xa hả? Anh hiện đang sống ở đó luôn hả? Dạ, em đang sống đó là quê xứ sở em đó. Xa vậy hả? Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Dạ, tại vì mấy ngày nay em vợ em nó giận bỏ em đi. Sao vợ lại giận? Tại vì em có cái chén rượu vô rồi em sút về em hai đá. Giờ em sút hai đá luôn. Hai đá vô đít. Rồi giờ em giận bỏ đi. Nhưng mà sút anh sút vào đít là có đau không? Sút dạ, mạnh không? Nhưng mà lúc mình say là người mình nhũn chưa, mềm chưa? Chắc giờ em đây đau chắc nó giận nó bỏ đi. Anh sút là lúc này anh đi dép hay là anh đi chân đất? Chân đất anh ạ. Chân đất mình sút có thẳng cái nhau, thẳng mạnh không? Dạ cũng không đâu. Sút hết lực không? Dạ không. Anh được bao nhiêu ký? Em 62 ký. 62 ký. Anh đang làm công việc gì? Em buôn bán rau cải. Buôn bán là mình có tập thể dục không? Dạ không. Thế là lực sút là cũng không mạnh lắm đâu. Em nghĩ là không được mạnh. Nhưng mà dù gì đàn ông mà sút đàn bà là cũng đau. Đúng không? Vợ có khóc không? Dạ. Có khóc không? Dạ có khóc. Khóc là đau rồi. Anh được mấy người con rồi? Dạ em mới có được người con rồi ạ. Sao mình sinh ít hay là mình không sinh được hay sao? Tại do vợ chồng em đi buôn ba rồi cũng không có thời gian. Buôn ba là buôn ba chứ cái việc sinh con là sinh con chứ. Buôn bán rồi sanh đứa rồi đi tới giờ luôn. Con anh là trai hay gái? Con của em con gái. Gái nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi nè. Ô nhỏ mày hả? Dạ. Anh lấy vợ lâu chưa? Em lấy vợ cũng mười mấy năm rồi, 13 năm rồi. Ô mẹ là mình mới lấy vợ hả? Dạ. Vậy là 30, hơn 30 anh mới lấy vợ hả? 32 mới lấy vợ. Lấy trễ mày hả? Dạ. Hiện nay kinh tế gia đình ổn không anh? Thế cũng được bình thường anh. Hai vợ chồng anh đều buôn bán luôn hả? Dạ. Đi chung luôn hả? Anh buôn bán công việc gì, buôn bán gì anh? Em đi bán rau gãy, rau trong nhà vuông á. Là buôn bán gì? Rau cải. Rau cải hả? Rồi nước mắm, dầu lửa, mì đồ. Nước mắm với mì. Dạ, gạo hấp. Anh buôn bán ở đâu? Em buôn bán ở Hà Tiên á. Hà Tiên là xa vậy hả? Còn vợ anh? Vợ anh cũng làm chung nghề luôn. Chung nghề luôn hả? Dạ. Yeah. Vậy là anh sinh năm 79 hả? 79. Tuổi 79 là tuổi mùi, gọi tuổi dê. Dạ. Yeah. Dê này là dê này của anh là dê ở quê rồi. Dạ. Yeah. Không phải dê núi. Dê núi thì nó mạnh mẽ hơn. Thì người ta lại không đánh vợ. Anh dê ở quê đã đít vợ. Anh có thường xuyên là nhậu không? Cũng ít lắm anh ạ. Ít lắm à? Dạ. Mình một tháng mình nhậu mấy lần? Giỏi lắm là nhậu khi là 4 lần là trở lại. Vậy là mỗi tuần đều một lần đi ha. Dạ, mình nhậu gặp bạn bè hơn á thì mình mới nhậu chứ không phải là ngày nào mình cũng nhậu. Mình nhậu say không? Hay là nhậu phê phê đâu? Em bia nhậu thì xỉn thôi. Anh nhậu bia hay rượu? Dạ bia. Bia anh uống được mấy lon? Chắc có 10 lon. 10 lon nào mà 10 lon là em nào vừa uống vừa tắm đấy. Dạ. Còn anh là 10 lon là xỉn chưa? Dạ xỉn rồi. Cũng tê tê đúng không? Dạ. Nhằm khi trường hợp bạn bè hơn thì mới uống rượu thôi. Ê, khổ nhỉ. Anh thế còn vợ anh là có uống được rượu bia không? Dạ không. Hai vợ chồng có bao giờ nhậu chung không? Dạ không. Không à? Dạ. Con của anh hiện nay là học lớp mấy? Con có em học lớp 7 à. Lớp 7 hả? Học dạ. Ngoan không? Cháu ngoan không? Dạ ngoan, cô giáo đầu điều khen hết ạ. Ồ vậy mừng rồi, mừng dạ. Cho anh. Hai vợ chồng anh là có đăng ký kết hôn không? Dạ có anh ạ. Có hả? Mình có cưới không? Có. Cưới trước cưới lớn không anh? Dạ hồi xưa thì nói chung với quê thì cũng bình gan. Anh cho hỏi là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Tên của vợ em là Võ Thị Liên. Võ Thị Liên hả? Võ Thị Liên. Luyên hả? Hay Liên? Liên hả? Dạ. Sinh 11 tháng 2 năm 90. Anh 79. Dạ. Mà vợ 90. Dạ. 79, 80, 90. 11 tuổi á. Gần con giáp. Dạ. Vợ anh trẻ vậy hả? Dạ. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Vợ em thì quê quán ở Sông Đốc. Mà về nhập hậu khẩu Sông Đốc à? Dạ. Sông Đốc là ở đâu ra? Sông Đốc Trần Hời, Cà Mau. À Cà Mau. À. Mình quen vợ là quen ở đâu? Ở dưới Trần Hời, Cà Mau, Sông Đốc. Anh đi về làm việc ở đó hay là anh đi buôn ở đó nhập? Lúc trước là anh em làm việc ở dưới. À mình yêu nhau lâu không? Dạ lâu ạ. Yêu quen nhau mấy năm mới cưới?
Dạ 2 năm mấy ạ. Ui giời, 2 năm mấy là cuộc hành trình nhờ, là mình có thường xuyên đi chơi với nhau không? Lúc yêu á. Dạ có ạ. Lúc ấy nhìn vợ này có hiền không? Dạ lúc đó giờ em hiền lắm. Hiền lắm mà. Lúc ấy anh có giữ không? Dạ có không ạ. Anh có hay đánh lộn không? Có nhau Không, gia đình không? Mình em có máu chiến không? cũng lo đi làm không ạ. Mình đã từng đánh nhau với ai chưa? Dạ chưa. Vậy là chứng tỏ cũng hiền chứ. Dạ, nhưng mà lý lịch thực sự ở xã em gặp tốt. Lý lịch thì tốt, Dạ. còn lý lịch trong sạch. Dạ. Nhưng mà lý lịch là đánh vợ này là vợ đã kiện bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Vợ bỏ chạy mấy lần rồi? Lần lần thứ hai ạ. Ui giời, lần trước là lâu chưa anh? Đã lâu lắm rồi. Bao nhiêu thời gian rồi? Lúc Chắc trước cũng là có năm mấy con. ạ. Vậy là mới đây hả? Dạ. Sao mình lần trước mà vợ bỏ chạy? Mình cự lên thì vợ bỏ đi thôi chứ không có bỏ đi vòng vòng sớm đi á. Bỏ đi lâu không? Đi về thấy mình nguội rồi có về. Nhưng mà mình có đánh không? Dạ không. Chắc không đấy. Dạ không, có chữ cãi không à. Mình mỗi lần nhậu say về là mình kiếm chuyện. Dạ không có đâu, nhầm cái Thế hôm đó là mới đây nhất ấy, mình là anh sao anh đá đít vào 2 cái? tại vì lý do em nói chuyện này chuyện nọ là tiền bạc Tiền bạc sao mình thiếu tiền à? em là không có đâu chưa đưa cho người ta mà Đưa còn cho ai? cứ cứ cho đưa Là sao? rồi. Là ý anh là không bảo vợ là không muốn cho mượn đúng không? Dạ Nhưng vợ cứ đưa. dạ Là đưa cho người quen hay đưa cho người lạ? dạ như ở sớm á. Còn là tiền bạc là mình tiết kiệm đúng không? Dạ Muốn dành dụm lại đúng không? dạ Nhưng mà vợ thì cứ tự động lấy tiền cho người khác mượn đúng không? Sao mình không nói chuyện với vợ nhẹ nhàng anh? nhưng mà lúc đó ấy em cũng có sợ rượu vô rồi, em biết lỗi có rượu vô rồi. Rượu vào hả? Dạ Mình đúng là rượu vào mình phải kiềm chế chứ, rượu vào mà mình nóng lại như vậy là đâu có giải quyết gì. tại bữa đây uống quá nhiều bia Hôm nay anh uống là là rượu hay bia? bữa đây uống bia Uống mấy chai, mấy lon? uống 11 lon hả, 12 lon gì đó. Ui giời ơi. Em 11 lon, 12 lon này em uống 5 năm quá. Mà anh uống bữa một, uống như vậy là nhiều quá anh. Thế thì hôm đó mình uống là mình say, mình có về được cái nhà không? Dạ vậy được. Anh uống là ở quán này nhà ở bạn? Dạ bữa đó uống ở nhà. Nhà nhà anh hả? Dạ. Thế vợ anh có nói gì không? Dạ không. Vợ có làm mồi cho anh không? Dạ có. Làm mồi cho anh uống luôn. Dạ. Xong mình uống thì mình đá đít vợ luôn. Dạ. Đấy, thế mình sai chưa? Dạ em biết rồi. Vợ làm mồi cho anh uống là vợ anh quá trân quý anh rồi. Nha. Dạ. Em chưa bao giờ được một người vợ nào, em chưa được vợ là làm mồi cho để nhậu bao giờ hết. Nha. Nó cho nhậu cái lịch ấy, nó ở đấy mà nhậu. Mà anh được vợ làm mồi nhau, hôm bữa là vợ anh làm mồi gì anh nhớ không, ấn tượng không, làm mồi gì mà ngon vậy mà uống say vậy? Dạ Hôm bữa làm mồi nhớ mồi gì anh em nói ở nghe. dưới thì vùng biển thì tôm cua rồi Nướng hay gì? cho luộc rồi làm lẩu rồi đó. Ui giời, một mình vợ làm. Dạ Anh thấy vợ làm mồi nhậu dạ vất vả không, mệt không? dạ em cũng biết mệt nhưng mà em biết rồi tức Anh không. hôm bữa là anh vợ anh làm lẩu cho mấy người uống? Dạ 2 bạn em với em ạ. Là 3 người. Dạ. Anh thấy là vợ anh rất quý các người bạn, tôn trọng anh đúng không, Dạ. tôn trọng chồng, quý bạn để cho chồng vui đúng không, bỏ công bỏ sức không được ăn, mất công mệt người, tốn nhiều thứ, mất công dọn bàn và thậm chí rửa chén không ạ, để làm mồi cho anh và cho các bạn anh nhậu. Đồng ý là đến giờ phút này cái câu chuyện đã xảy ra. Ý em nói là đây không phải trách anh, bởi em không có tư cách để trách anh cả, nhưng em đang giải thích cho anh là vợ anh phải nói là một người phụ nữ rất đảm đang, chịu khó. Em không biết là quan tâm trước đây người ta như sao, nhưng người ta rất thương anh đúng không, vì vậy mới làm mồi nhậu cho anh. Em chưa được người nào là làm mồi nhậu cho bao giờ cả, trừ giả ra quán đúng không. Thế còn mà được vợ làm mồi cho nhậu thì anh quá hạnh phúc rồi, mà anh không trân quý anh nhậu vợ cho nhậu như thế là mình phải biết điều là hôm nay mình phải thương vợ. Mình nhậu xong là mình phải tự dọn rửa bát rửa chén cho vợ, bởi vì vợ phụ mình nó có mồi nhậu mình ăn uống nó lo say rồi thì mình phải dọn đúng không. Dạ. Nhưng mà chắc là ngắt cần câu ra đá đít cho vợ 2 cái. Dạ. Thế là mình mượn cớ là lúc ấy là đá đít vợ là bạn các bạn còn ở đây không? Dạ lúc đó bà về hết ạ. Thế là đá đít vợ, thế là vợ khóc hù luôn, thế là vợ đã bỏ đi luôn à? Dạ. Bỏ đi ngay trong đêm? Dạ. Lúc bây giờ mấy giờ đêm? Dạ lúc đó cỡ 7 giờ mấy, 8 giờ, 8 Ui giờ. giời. Vậy là anh nhậu từ mấy giờ? Em nhậu cỡ lúc 4 giờ mấy. 4 giờ mấy chiều dạ. đến 8 giờ. Dạ. Gọi là 4 tiếng. Dạ. Xong rồi đá đít luôn. Dạ. Mình có đập bán đập bát đập chén gì không? Dạ không anh ạ. Hàng xóm có biết có can không? Dạ không, tại vì cũng im điềm mà còn xích bích một hai cái rồi cũng im điềm mà. Ui giời à, giờ ơi. em giận thì bỏ Anh đá như vậy là anh có thấy xong rồi anh có thấy thương tội vợ không? Dạ tại vì em nói với anh là lúc vợ mình có rồi mà mình không biết giữ. Ừ. Mà lúc mình vợ mình đi rồi
Thì rồi lúc đó mình biết suy nghĩ ra là những cái lỗi lầm của mình đã sai lầm rồi, nhưng mà thật ra giờ không còn ăn năn gì kịp nữa. Bây giờ là bây giờ là trễ rồi đấy. Dạ, Em thấy anh là một người đàn ông nóng tính ấy. Em nhìn mắt của anh là con người nóng tính. Nhưng mà nóng tính thì đồng ý là đàn ông thì cũng có tương đối rất nhiều người nóng tính. Ở đây em không nói chuyện là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà em thấy anh là nóng tính. Nhưng mà nóng tính đôi khi mình biết kiềm chế. Mình biết cái nhưng tật của mình mà là nhậu xong rồi mình hay nóng này, hay kiếm chuyện này thì mình phải lui đi. Mình nhịn đi, đi chỗ khác. Khi nào hết rượu hoặc là bình thường hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Chứ mình nóng này là thấy sai chưa? em thì nói chung mười mấy ngày nay rồi em biết lỗi vợ em rồi, em cũng sửa đổi. Vợ đi là bao nhiêu ngày rồi? Vợ em đi năm nay cũng là 15 ngày Ôi vậy. giời ơi. Vậy là hôm đó con anh có ở nhà không? Dạ không, giờ con em thì ở trên nhà, Không, hôm em đó không ở trên nhà Hậu Giang, em thì dưới Hà Tiên. à, con anh không biết. Dạ không biết. Hai vợ chồng mà đi xa quê lẽ ra mình phải thương nhau chứ anh. Đúng không? Dạ. Mình gọi là có gì đó có nhau đêm tâm sự, mình trò chuyện, mình xa quê thì mình gọi là đi kiếm sống đúng không? Kiếm tiền kiếm bạc nuôi con nuôi gia đình. Trời ơi. Vậy là vợ bỏ đi hôm đó là vợ có nói điều gì không? Có nói tôi cho ông hết không? Dạ không ạ, tại vì vợ em đi đó là nó cũng nó tạo cơ hội cho em ngày rồi cũng mới đi ạ. Thế khổ. Thế vợ hôm đó đi là đem theo những cái gì? Là đồ đạc của vợ, xe cộ thôi, Xe gì anh? xíu tất đi ạ. Xe rút FI biển số mấy? 68 F1 0330 ạ. 68F1 không mấy? 03330. 03330. Dạ. 68F1. Dạ. Bản số Kiên Giang. 68F1 30003. Xe màu gì anh? 0330. À. 03330. Rồi, biển màu gì anh? Màu đen đỏ. Vợ anh cao mét mấy? Dạ em cao có 1m72. Ui giời ơi, 1m72 người mẫu đâu ơi, này ông thương. Anh cao mét mấy? Em cao 1m67. Đấy, nhìn biết là anh thấp hơn tôi mà gặp vợ ngon vậy mà lại không biết thương. Vợ anh không khác người mẫu. Đẹp cái, dễ thương. Dáng cao, chân dài tới lách. Lẽ ra mình phải thương. Đúng không? Ở khu vực anh ấy hoặc những người bạn anh lâu lâu có nói chuyện à? Vợ mày đẹp gái, vợ mày dễ thương không? À, nói chung vợ em mới sống sống hiền ở dưới bà con người lớn người nào cũng thương quý hết á. Đấy, thấy chưa? Thế mà mình không quý. Dạ. Hàng xóm người ta còn quý mà mình lại không quý. Tại vì em cũng nói anh giờ em không biết tâm sự với ai hết cả. Tâm sự với vợ thì vợ cũng không nghe. Bây giờ chỉ biết tâm sự với mấy anh ngoài đời hết. Tối đến là thường thường là hai vợ chồng có ngủ chung không? Dạ ngủ chung không ạ. Ai ngủ trước? Dạ thì nói chung vợ chồng vô trong đó thì mạnh ai coi điện thoại hồi mệt nói Vợ anh coi điện thoại là coi cái gì? những đoạn Tốt tốt hả? dưới không có gì rồi 2 giờ vợ chồng thức đi lấy đồ. Thức đi lấy đồ trùng nhau, mấy giờ thức? Dạ 2 giờ. 2 giờ đêm. Dạ. Vậy là tối mấy giờ ngủ? Nhầm khi vợ chồng em ăn chiều ăn cơm nước rồi nhầm khi em đi chơi là Ngủ luôn. mình nằm coi điện thoại hồi sập cùng là ngủ. À, là khi nào ngủ là ngủ. Dạ. Vợ anh có bao giờ nói là đi chơi hoặc đi đám cưới đâu một mình không? Dạ không ạ. Vậy là không bao giờ rời xa anh. Dạ em hồi đó giờ đi đi đâu mà có vợ có Anh chồng. nói thật trong đây. Dạ. Vậy là rất ngoan đấy. Dạ em đi đâu có vợ có chồng chứ nhiều khi đi đám em cũng kêu đi lên còn không đi. Đó, chính là vợ rất thương chồng đấy. Dạ. Anh có thường xuyên nào là hôm nào rảnh mà không đi chợ búa thì anh có chở vợ đi chơi không? Có ạ, nhầm khi em ngủ vợ em đi ra Hà Tiên rồi cũng đi lâu lâu cũng đi đâu làm vậy. Ê, vợ ngoan quá trời ngoan mà anh không trân quý này khổ quá. Thì bởi Bây vì giờ thì vợ đi rồi bây giờ biết kiếm ở đâu. Em bây giờ bây giờ mình lấy vợ khác được không? Dạ không ạ. Sao Tại vì em giờ còn nghĩ con cái của em nữa, thì vợ của em nữa, thì em thương vợ em chắc không lấy người nào khác được. nếu không thì anh em sẽ tìm cho anh người vợ khác Dạ không ạ. Hả? Tìm vợ trẻ hơn. Dạ không. Đấy, thế mà mình không biết thương, thấy chưa? Dạ. Liệu khả năng của anh theo theo anh ấy, bây giờ anh có kiếm được vợ nào giống này không, đẹp này không? Dạ không Khó đâu ạ. không? Khó không đúng không? Dạ. Đấy. Bây giờ mình hối hận chưa? Em nói chung anh á, em giờ thì tình hối hận nhiều lắm rồi. Đấy. Bây giờ em xin lỗi vợ, vợ vợ về với chồng đi, cũng vì con mình không à. Em mà tha thứ anh lần nữa đi, anh hứa không dám gì nữa đâu.
tội quá. Ổng rồi anh lỗi kiếm em ngoài trời chứ khùng. Ổng gặp em rồi giờ này anh mới gặp mấy anh này. Không biết được kiếm được em không nữa. Tha cho anh bây giờ. Một lần này nữa thôi anh không dám nữa đâu. Vì con mình nữa chứ. Anh giờ cũng kiệt sức lắm rồi. Ngủ nghe mà lề. Sáng chỉ lội lang thang vậy thôi chứ không biết gặp vợ ở đâu. Mong em gì với chồng bây giờ. Hôm đó đánh mình đánh vợ xong rồi mình có thấy thương không? Em giờ nhiệt tình anh. Hôm giờ, đó, hôm đêm hôm đó. Lẽ giờ em muốn chặt hai cái tay em bỏ luôn. Nhưng đừng chặt, đừng. Tại vì cái từ cái tay đó bị quánh vợ có vợ thương gì. Đấy. Mà không chịu nhìn thương. Tại cái tay đúng không? Dạ. Nghe khổ. Tại tay với cái miệng đó mà. Mình lúc mình lóng ấy là mình phải lóng là phải không được nói chuyện gì hết. Lúc đã lóng rồi là không nói điều gì. Đó, yeah. Mình phải bản lĩnh như vậy. Lóng tính như là không nói điều gì hết. Ngày mai tính. Hôm đó làm sao vợ anh đi anh không cản? Hay là vợ trốn? Dạ đi cũng trực tiếp luôn. Nhưng mà em ngủ vô em nằm tính là bỏ không đi. Tưởng là vợ hù thôi đúng không? Yeah. Ai ngờ cô ta đi thật. Ngờ đâu giờ em đi luôn rồi tới giờ luôn. Phụ nữ là gan được. Phụ nữ là gan người ta to lắm anh ơi. Nha, khi một người phụ nữ người ta quyết định đi là người ta rất gan dạ. Cổ đời em ngoài hà tiên hai ngày tính cho em năn nỉ. Mà cũng không năn nỉ rồi cổ. Mình vẫn làm cao luôn. Dạ. Yeah. Trời ơi. Chính tỏ là vợ đi là vợ cũng tính là để cho chồng đi kiếm đúng không? Dạ. Yeah. Mà mình không thèm kiếm. Dạ. Yeah. Gọi là cô đi tôi kiếm vợ khác. Nhưng đến giờ phút này thực sự hối hận rồi đúng không? Dạ. Yeah. Gia đình vợ anh có biết chuyện này không? Dạ biết anh ạ. Gia đình vợ nói chuyện làm sao? Thì gia đình ông vợ em thì cũng được khuyên vợ em đi thôi. Khuyên sao anh? Khuyên cứ vậy với con với cháu. Ừ. Con anh biết chưa? Con em biết ạ. Ui giời ơi. Giờ nó liên lạc qua mẹ con em, giờ nhắn tin là qua con em rồi mới gửi lên mẹ nó. Này con anh có buồn không? Con em buồn lắm em. Chắc mới giờ mới đi kiếm vợ này. Không biết kiếm ở đâu. Thế mấy ngày nay là nửa tháng nay anh có buôn bán được cái gì không? Không anh ạ. Thiệt em hại luôn. Bán mấy ngày rồi về có tiền lộn ta rồi em nghĩ. Ui giời ơi ông ơi ông bán hàng này còn tiền lộn thế này, tư tưởng không thông này làm sao mà bán được hàng được. Khổ chưa? Bây giờ mình có hứa là chắc chắn là mình hứa là mình xin thề là từ nay mình không tác động vật lý vào không? Em hứa với sau này bây giờ em cứ về. Em hứa là em có hành động gì vũ phu nữa. Trời chu đất diệt em đi em sợ dữ lắm rồi. Em là vợ để bỏ vợ đi luôn là phải gắng chịu nha, không kiếm nha. Được không? Dạ, giờ thì nói chung anh bây giờ là trước mắt là anh xin lỗi vợ, sau đó là anh nói chuyện với bên gia đình vợ, ba mẹ vợ để hy vọng là ba mẹ vợ giúp anh xem video này để có thể là tác động nói chuyện với con gái để có thể là vợ anh suy nghĩ lại và anh quay trở về với anh tiếp tục sống để nuôi con. Rồi mời anh lên tiếng nói rõ ràng lên. Tại vì giờ em nhờ mấy anh chỉ cần biết địa chỉ của vợ em, em lại gặp vợ em ăn năn rồi nỉ xin lỗi rồi rước về. Chứ bây giờ em ổng gà em lội đi kiếm lang thang ngoài đường 12 giờ trưa giác nào em cũng lội đi kiếm mà không có gặp ở đâu hết tất cả. Rồi nhờ ở đây gặp mấy anh thì em mới nhờ mấy anh giúp đỡ giùm em ráng tìm được địa chỉ vợ em rồi cho em đợi năn nỉ cổ rồi vì cái chuyện gì em cũng chịu hết. Mình phải chân quý nha. Giờ em về sống với con cái rồi. Ở đâu thì cũng một cảnh hay quê khó lắm anh à. Thứ hai sao mày con mình khổ không à, cũng vì cha vì mẹ mà con khổ em ấy lặn lội cái kiếp vợ. Cái hai nữa là em thương vợ em quá trời em chịu không nổi em đi lang thang như khùng. Rồi mới gặp mấy anh này mấy anh cũng nhờ mấy anh giúp đỡ giùm em. Rồi bây giờ anh nói chuyện với ba mẹ vợ đi để ba mẹ vợ nói chuyện giùm. Dạ bao giờ vợ em cũng có nói rồi. Anh bây giờ anh nói với ba mẹ vợ đang xem đây nè. Để ba mẹ vợ nói phụ. Ba ơi, giờ mấy anh em vợ ơi em có theo clip này á thì em mới năn nỉ vợ anh giùm tiếp anh. Cũng vì cháu mình rồi hứa anh một lần đi. Chứ anh giờ anh khổ lắm. Anh như khùng á. Thế là một chút mà mình gối cho anh. Thầy khổ quá chứ khổ. Tội quá. Thường thật. Đấy, lúc mình đánh rồi, lúc mà mình giơ chân giơ tay lẽ ra là mình suy nghĩ lại nhẹ nhàng thôi thì mình không có hành động như thế nữa chẳng hạn. Thì vợ dần nhẹ nhàng vợ đâu có đi.
Thấy thương không? Bởi vì em nói mấy anh đó, lúc có mà không biết nâng niu, lúc Đấy. đi không có rồi mà được kiếm đi tìm Đấy, giờ biết tìm tìm ở đâu. đâu mà gặp. Khổ không? Ôi, dịch ra chữ vợ quanh vợ mấy anh đừng có làm gì có trước như em nữa, Đấy. em khổ lắm rồi mấy anh thanh niên ơi. Có vợ mình vợ nói gì nghe nấy đi, thà mình nhục với ai thì Đúng mẹ rồi. đừng nhục gia đình được. Đúng rồi. Tối vợ cho làm cho ôm là được rồi. Như em giờ thiệt là mấy anh em loại lang thang giờ kiếm vợ biết kiếm ở đâu, tiền có mà không có vợ cũng như không. Đúng rồi. Vô vị luôn. Khổ không? Đấy, bây giờ vợ đi bữa ấy tiền ông kiếm được ông ăn luôn đi. Đấy, khổ chưa? Bây giờ ai làm mồi cho nhậu? Đúng không? Bây giờ chẳng có ai làm mồi cho nhậu hết á. Bây giờ có thèm không dám nhậu. Từ hôm vợ đi là có uống rượu nữa Dạ không ạ, không? Ừ, bỏ rượu được không? giờ vợ về kêu gì em cũng làm á, chứ đừng có nói là kêu em chết em còn chết nữa, đừng có chịu bà đó. Vợ bây giờ về là ví dụ kêu mình nấu cơm mà giặt đồ là mình có chịu không? Dạ thường ở nhà với em cũng làm những chuyện đó bình thường à. Ừ, nhưng bây giờ là phải tự nguyện hơn nhé, không được hành động cử chỉ, không được mặt nặng mày nhẹ, không được đá thúng đá lia gì, đá thùng đá chậu gì nhé. Giờ em sống với Rồi hứa chỗ mà vợ, chính xin này giơ tay xin thề, hứa với vợ là anh thề với vợ em thì từ sau này mà em còn chúc bạn tới vợ em nữa, quên đập vợ thắp tay em ra nữa hai em tay đi, cầu cho hai tay đàng hoàng. chúa trời chúa đất gì cái anh đi. Ừ, từ nay là anh thề với em. Giờ em thì Ừ. hứa luôn rồi, Ừ. Nhớ em nha, lắm khổ rồi. mình nói lời phải giữ đến lời nha. Dạ. Ờ, không đánh vợ đó, tội nghiệp quá. Ôi trời, Rồi nhắc với mấy anh à, mình ở ngoài khổ cười được quá. cười sao cười đi, Ừ. vợ con mình nói gì mình Đúng rồi, nghe đấy anh à, vợ bỏ con trâu bỏ là con đừng có bò, người vợ vợ ví cái lo con lắng trâu gia mà nó đang đình. bò qua, nó đang đi qua nhà mình ấy, Dạ. vợ bỏ con bò là mình cũng phải gặt nữa chứ. Nói ra Ừ. là một người vợ biết lo lắng gia đình, nói gì thì mình nghe cái nấy đi mấy anh, Đấy. đừng có lại khổ với em, giờ em khổ lắm Đấy, mấy chục năm mà được sống bên vợ, bây giờ thì tự dưng lại sống một mình như này, thế là nửa tháng này là ở một mình nhà, nấu cơm anh ăn hay là cơm rồi. quán. Em làm tự lo mà Ừ. ăn uống gì đâu, Lúc trước nhiêu ký mà giờ còn là ốm vậy. mất thì hổm thầy với anh cân hết nó mất mẹ hết 5 kg rồi. Ui giời, thế này mà vợ đi một tháng này mất bố 10 kg, tội quá, thấy chưa, khổ không? Rồi bây giờ thì hứa với vợ rõ ràng đi nhá. Đấy. Vợ về với anh đi vợ, Đấy, khổ anh không? nhớ em lắm. Khổ không? Vợ đẹp gái trẻ măng này, vợ trẻ dễ thương quá, khổ quá. Giờ anh hứa em, anh hầu em quỳ lại đây luôn cũng được. Bây giờ Tội nghiệp quá. Rồi hôm nay anh nghe từ gọi là từ Hà Tiên để về Bình Dương, nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Thì câu chuyện là mọi vấn đề hiện nay nó đã xảy ra rồi, không may vợ đã bỏ đi rồi, mình đã đít hai cái. Thì hôm nay anh có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ dạ giờ em còn cách này nữa thôi mới tìm được không? gặp vợ thôi. Dạ, em đồng ý ạ. Ừ. Rồi, cố gắng bình tĩnh nhá, về tiếp tục công việc, Dạ giữ gìn sức khỏe anh em giờ à. em chỉ cần cái địa chỉ em gặp Ừ. vợ em năn nỉ rồi em quỳ lại Rồi anh rồi em sẽ còn tìm, vợ nào tha thứ vậy rồi em mới. gặp được cái là phải ôm vợ ngay nhé, anh nhớ Dạ em chứ lắm, anh yêu em em không, nhiều, nếu gặp vợ em không cho khỏi khỏi bàn tay em không nữa thể đâu. thoát khỏi bàn tay được. Anh tha thiết yêu em, anh nguyện yêu em cả cuộc đời này, từ nay là đi anh không bà tay em nữa nhá. Dạ Rồi được rồi, anh em sẽ kiếm trong 1 à 2 ngày nữa nhá. dạ em Rồi mong mấy anh á giùm ơn giúp em tại vì đường xa xôi trên này rồi chi phí em cũng cạn kiệt rồi. rồi, cố gắng anh em sẽ dạ tìm cách cho nhanh nhất nhá. dạ dạ Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện tiếp theo. Một anh trai hiện nay từ một tỉnh rất xa, từ Hà Tiên, phải là cuối vùng trời của Tổ quốc, về đây nhờ anh em ở Chim Dương ghi hình đăng tin thì vợ. Đây, câu chuyện là mâu thuẫn thì không ai mong muốn, nhưng đến giờ phút này câu chuyện đã xảy ra rồi. Anh trai thì hiện nay cũng nhận được lỗi lầm là mình rất sai. Vợ làm mồi cho nhậu và cho bạn nhậu, uống say bí thì đá sút cho vợ hai cái là vợ bỏ đi luôn. Đến giờ phút này thì anh trai mới hối hận, mới quay về đây để cầu xin, mong muốn là vợ tha lỗi cho mình, để hy vọng là hai vợ chồng tiếp tục lại sống với nhau để nuôi con. Rồi cuối video cho phép công trần xin là thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.